Tiếp nối video trước, các bạn còn nhớ bé trồng Nam Mỹ này không? Lần này tôi sẽ tiếp tục lột da của bé cho các bạn nghe rõ âm thanh hơn nha. Bạn nào mà sợ rắn thì đừng coi tiếp à nha, tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Đùa mọi người thôi chứ lột da thích lắm. Lần nào lột xong thì các bé đều lớn và đẹp hơn rất là nhiều. Đang lột da cho bé rồng mà tưởng đâu là đang trộn bánh tráng ăn không đó mọi người. Nghe mà đã cái tai gì đâu luôn á. Lúc này là bé gật đầu để ám chỉ kêu tôi lột tiếp đó. Khoái quá mà. Bé rất ngoan, hiền và dễ thương lắm luôn đó mọi người. Bé này có tên là Cà Rốt. Mọi người có muốn hỏi điều gì về bé không thì để lại bình luận nha.